trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Mắc Hè, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Thưa quý vị, có thể nói không khí mùa xuân có thể là tràn vào qua cửa sổ, ngập tất cả mọi nơi. Và mùa xuân chúng ta đã trao nhau những bao lời xì, trao nhau lời chúc tốt đẹp thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý Linh Cát Tường gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc đầu năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Chúc cả nhà phát tài, phát lộc và mọi sự cát tường. Chúc mừng năm mới nha. Còn bây giờ chúng ta vẫn đến với hai cặp đôi, xem ngày Tết này có vui không, họ có đồng ý bấm nút không. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hạ màn. Người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. 1m57 chưa? Thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Mời bạn nam. Wow. Tốt mà, ai cũng rõ tươi đó. Mời bạn nữ. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bên Nhật. Bạn gái. Dạ, chào anh. Chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng khoảng 3 đến 4 năm thì bọn em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cỡ chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy cưng? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách lâu dài nó thành mâu thuẫn. Hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ, em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị. Kéo dài 1 năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì em tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Có nhiều 1m57, 1m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, ngồi chị qua. Bao cao? Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Những người đó là nói vậy nghe. Thằng ông thì lông mày phải rậm rạp chứ. Ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Để anh qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái, coi sao anh qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào anh gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Tết đừng có lực hành nhằn ta. Lì xì lấy hên đi nè.
tặng em các tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không? Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Thì trong nhà út. Mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn ra ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương. Chứ em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn đó. À, không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. À, vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi nha. Bây giờ mình gặp người thân đi em gái, đi với ai? Dạ em đi với chị hai và anh rể của em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Trà Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi trong phòng hôm nay ạ. Em là chị hai của Lý ạ. Về tính cách của Lý trong gia đình thì Lý là một người rất ít nói và cũng rất là khó chịu. Thì ngày hôm nay chị thấy em bên này cũng thấy hai người thì cũng được. Nên em cũng nên cho bạn nó một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Anh trai nó đi với chị gái mà đúng không? Rồi chào chị. Em đi với chị gái, chị làm bên spa. Rồi, xin chào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Em là chị gái của em Phước. Hôm nay em của em tới đây tham gia chương trình này. Nhưng mà thật ra nó không nói cho em biết là tham gia chương trình này. Ông cho chị ông một cú bất ngờ. Nhưng rủ đi đâu? Nãy rủ là đi tham gia tiếng hát truyền hình thì... Ồ vậy là hát hay lắm hả chị? Thì chị cứ nghĩ là em đi tham gia tiếng hát truyền hình thì tới đây cổ vũ cho em thôi. Dẫu tới giờ luôn ha. Dẫu tới giờ baby. Chị thấy em gái bên này được lắm Phước. Dáng thì cũng giống như yêu cầu của em. Khuôn mặt cũng dễ thương. Nhưng mà có một cái yêu cầu của em gái là muốn chân mày của đàn ông không có rộng ra. Dễ lắm em, thẩm mỹ bây giờ dễ lắm em. Em muốn làm nhỏ chị làm nhỏ cho. Chúc cho hai em có được một kết thúc tốt đẹp vậy đó. Cảm ơn chị. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh, chào xuân đang sang. À, đây là bức thư pháp mà em tự viết. Anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. Ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giá thêm. Bây giờ bạn gái đáp lại một cái điều gì đó với bài hát của chàng dạ, trai. Dạ em đọc một bài thơ đi. Đọc thơ cũng được. Dạ thơ em tự sáng tác. Tự sáng tác luôn, hay quá. Bài thơ nó ngắn gọn xúc tích thôi chị. Thanh xuân thoáng chốc sắp qua, thu qua đông đến nữa là hết năm. Sang năm ta đã 25 mà chưa tìm thấy người nằm trong tim. May sao nhờ có chương trình, hôm nay ta được ghi hình tham gia. Chẳng mong giàu có xa hoa, chỉ mong tìm thấy bạn ta cả đời. Anh nhìn em có vẻ con quen. Không biết anh có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phước Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình rồi. Anh biết ngay ba công trình anh nhìn thấy em anh nhớ
Em học ở trường nào? Dạ em học trường Cao đẳng Sonadeji ở Biên Hòa 2. Cùng trường của anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7 em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn. Anh học xây dựng. Ồ vậy bất hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á, thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình á. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á, là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ kìa anh cứ nghĩ anh ấy đó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn làm đám cưới thì TV này sẽ nằm trong gia đình của các bạn. Và bây giờ là thủ tục của chương trình. Trên xin phép được hôn anh nhé. Chúc các bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay ra và đi tìm hiểu nhau. Cào quá, một cặp đôi cào ráo xứng đôi ghê. Một món quà Thượng Đế đã dành cho cô ấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, xin mời. Cảm ơn. Không bị hói, không bị hôi. Năm em chặt anh Linh nữa. Hôi trong cơ thể ta rồi, ta cũng đâu có điều trị được đâu. Được. Không có được. Anh cũng bị. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Năm mới thì thay mặt cho chương trình chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với các bạn sớm nhất nha. Dạ vâng. Rồi bây giờ ta giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường và bạn nữ chơi bên cạnh cùng toàn thể khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thuật, năm nay 31 tuổi, sinh ra và lớn lên thì tại quê hương Nam Định, nhưng mà em vào định cư tại Bình Dương. Thì em đang buôn bán điện thoại di động và có làm thêm về nhà đất. Ở Bình Dương bao năm rồi? Em ở Bình Dương đây là được 13 năm rồi ạ. Như vậy cũng thành đạt rồi đấy, vừa bán điện thoại di động mà vừa mua bán đất, mua bán nữa. Nhà đất ha. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em là Phạm Thị Tú Anh. Là chuyên viên an toàn sức khỏe môi trường, quê ở Bình Phước nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là em rất là vui tính, hài hước, và sống rất là tự lập. Có ưu điểm nữa là nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà em có khuyết điểm là rất là dễ tin người, nên là dễ bị tổn thương lắm. Em tiêu xài hơi nhiều tiền một chút xíu. Hả? Em tiêu xài gì mà hơi nhiều tiền em? Ví dụ? Ví dụ như là mua sắm giày dép, quần áo hoặc là cho người ta. Cho ai? Thấy khổ khổ, cực khổ chút xíu kêu là cho ở tiền. Ở đầu năm chị khổ quá em ơi.
Nhưng mà chị hỏi nè, em tiêu xài là tiêu xài tiền của ai? Dạ tiền của em tự kiếm và tiêu xài thôi. Em không có dành dụm gì hết hả? Cũng có, có lâu lâu là gửi cho ba mẹ một chút. Sau này ví dụ mình giữ cái tài chính trong gia đình á, rồi mình có biết chi tiêu cho hợp lý không em? Chắc phải nhờ bạn Nam quá à. Ủa vậy hả? Trời ơi, rồi được rồi, để lát nữa chị hỏi bên thôi, bạn Nam chưa nha. Có gia đình, có gia đình là biết tiết kiệm mà. Bạn trai có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, em có ưu điểm là em là một người có chí cầu tiến và biết có đầu óc kinh doanh, không hút thuốc hay là cờ bạc gì. Rượu thì em có chút chút thôi. Còn nhược điểm của em là tính tình thì em là khá nóng. Nhìn hiền gì mà nóng vậy đó em hả? Em khó kiểm soát được lời nói này kia, hay cáu lên thôi. Nóng lắm em làm gì nè, từ đó giờ. Nóng lắm thì em chỉ cáu nên em gắt như thế. Có đập đồ rồi có đánh ai chưa? Đập đồ hay đánh thì chưa có khi nào. Em chỉ không kiểm soát được lời nói thôi, còn hành động thì em luôn kiểm soát được. Tức là em nói nhiều khi nói cho người ta xấu hổ luôn đó hả? Cũng có thể như vậy ạ. Trời ơi, này cũng căng lắm à. Và một nhược điểm nữa là em ít làm việc nhà ấy. Ở nhà em ai làm? Em giờ đang ở với mẹ em nên là hầu như mẹ em làm hết chị. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Thì một mối tình thì hồi trẻ thì nói chung hai người còn trẻ nên cũng không rồi mối tình mới đây nè. Mối tình mới thì cũng cách đây 7 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay, quen bao lâu rồi em? Em quen được 3 năm chị. Nói chung hai người cũng không hợp tính nhiều lắm, bởi cô ấy người trong này mà gia đình có cũng có điều kiện nên là tính là hơi tiểu thư ạ, nên là tụi em chia tay. Rồi, bạn gái bên bạn kia. Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ em có 4 mối tình, hai bên gia đình cùng biết nhau á, thì chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng 9 tháng. Lúc đầu thì em gặp bạn trai đó thì những cái yêu cầu về ngoại hình á thì giống như em mong muốn. Tuy nhiên là khi mà tìm hiểu thì tuổi tác thì gia đình bạn trai đó là thấy là không có phù hợp, nói là kỵ tuổi. Do đó là mình chia tay. Chứ bên em có coi tuổi không? Dạ nhà cũng, em có coi tuổi không? Dạ không có. Ủa nhà trai bạn có nhà bên em có coi tuổi không em? Dạ cũng có đấy chị ạ. Khó hả? Vậy em nói luôn đi em, đỡ mất công rồi tốn 9 tháng nữa. Chỉ tính như cái tuổi kỵ thôi ạ, không hợp với tuổi 89 ạ. Hoặc 91 ạ. Hơn quá. 89 như nhiêu? 91 chị ạ. Em sinh năm nhiêu? Dạ em là 90, là tuổi con ngọ. Vậy là hợp với anh rồi đó. Vậy là được phải không em? Hay quá. Thở phào nhẹ nhõm. Lọt ở giữa phải không? Hay quá. Rồi bây giờ em gái muốn tìm người yêu như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai, về ngoại hình thì cao khoảng 1m65, không bị hói, không bị hôi. Năm em chọc anh Linh nữa. Không bị hôi. Không có bị hôi. Hói. Hô với hôi là không được. Về tính cách thì em mong muốn là một người bạn trai là đó, thấy không? Thấy đầu năm đầu tiên. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới. Để lì xì em trước hết ạ. Lì xì cho tôi hỏi vụ hói với hô này coi. Chúc mừng năm mới em. Dạ. Năm mới an khang thịnh vượng, tốt lành, hạnh phúc, sức khỏe. Dạ. Nhân dịp năm mới cũng chúc anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng như là tất cả quý vị khán giả một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh mà nghe cái chữ hói là phải ban qua đây liền, mà giờ thêm kèm thêm chứ hôi em. Dạ. Bộ đàn ông hôi lắm hả? Thì cũng có người gọi là mùi cơ thể, nó không có, mình không thích. Thì cái đó lâu lâu mới bị người mà cái gì đó là cái trong cơ thể người ta rồi, người ta cũng đâu có điều trị được đâu. Được. Không có được. Anh cũng bị. Có bị mà Tết này chữa rồi. Dạ, ai thôi gặp anh Linh chỉ cấp. Đúng rồi. Dạ, Linh đã điều trị thành công. Rồi còn gì nữa? Hô hả? Cái chuyện đó chuyện bẩm sinh của người ta rồi. Dạ. Ghét của nào trời trao của đó nha cưng. Thôi anh lỡ hô là hung nó vướng lắm. Vướng gì? Vướng gì? Không biết nữa, thấy nó hơi vướng vướng. Hỏi thông minh chứ, mắc mớ gì? Không thích. Không thích. Nữa em với chồng mà lớn tuổi cũng hói luôn. Là cho cạo trọc luôn anh, thà là trọc luôn. Trọc luôn hả? Dạ đúng. Vậy ai hói là cạo trọc hết đúng không? Dạ. Cũng một phương pháp tốt. Không, em gái cũng dễ thương hết chứ bộ. Tự nhiên. Được rồi em. Được không? Rồi bây giờ nhà trai, bạn trai muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ vì em là mỗi người đàn ông là tức là cũng thiên về hướng nội một chút, nên em thích người phụ nữ là cũng có tư tưởng hướng nội.
và biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Em chỉ thích một người phụ nữ nói vừa phải thôi. Bạn kia nãy giờ nói nhiều không? Không, bạn thì đấy còn nói đủ, vừa đủ ạ. Trong cái khả năng là đang tạo cái môi trường nó vui vẻ nhỉ? À, ấn tượng, bạn mới ấn tượng đó. Về ngoại hình em muốn người bạn gái mình như thế nào? Em muốn bạn gái là từ 1m56 trở lên. Chưa, lâu rồi. Sao, được nhiêu? Có 1m52 à. Có 1m52 à. Không, nhưng anh đoán chắc là em cao hơn. Trời, tao nói 52 rồi còn đoán chắc cao hơn là sao? Nếu 52 được không? Cái đấy thì cũng nếu mà hợp nhiều cái thì cũng sẽ cho nhau cơ hội anh. Chiều cao thôi à hả? Cái tiêu chuẩn của em thì nó nhẹ lắm anh chị ạ. Nhẹ lắm. Mà 52 để suy nghĩ lại mà nhẹ lắm. Rồi, chào em. Đây. Chị Cát Tường lì xì cho em trai đi cho lấy hên cái đã. Tết ha, chúc em phát tài phát lộc. Rồi, em cảm ơn chị. Sức khỏe dồi dào. Năm mới có thêm tình yêu mới. Đã. Tiến tới hôn nhân nha. Thì sang năm mới thì em cũng chúc là anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn chơi bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả là sang năm mới là như ý Cát Tường luôn, theo ý nghĩa của chị luôn ạ. Ừ, cảm ơn em. Mình đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chuẩn bị thì nói chung em vào đây thì làm rất lâu rồi nên là kinh tế thì em cũng đủ khả năng để làm đám cưới. Làm chủ mình định là rồi. Lấy nhau thì mình sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Thì em có nhà cửa trong Bình Dương là hết rồi. Em đang làm ở tại nhà em nên là lấy về thì sẽ ở nhà em. Ba mẹ mình còn ở ngoài quê hả em? Ba mẹ em ở trong này luôn rồi. À, mình đang ở chung với ba mẹ. Vâng. À, là sau này phải làm dâu đúng không? Rồi, nhà đông anh chị em không? Nhà em 5 anh chị em ạ, em là út luôn ạ. Nhưng mà ở trong nhà đông không? Ở trong nhà thì có mình em và mẹ em thôi. À, mấy anh chị lấy lập gia đình hết rồi. Vâng. Khỏe rồi đó. Khỏe rồi đó. Ừ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong là mình cho hai trẻ gặp luôn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và anh trai và cùng mấy bạn đồng nghiệp ạ. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường với chào tất cả mọi người trong trường quay. À, thì em là chị gái của Chiến Thuật thì nói chung là Thuật nhà em ấy thì nó không có cái điểm gì nó quá xấu, quá yếu. Mà cũng không phải là quá mạnh, nói chung nếu về xét thì em cũng được 70%. Kinh tế đến nay là cũng tự mua được cho mình cái nhà riêng để kinh doanh buôn bán tại nhà. Thì hôm nay chị cũng hy vọng là nếu như em cảm thấy ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên thì cũng lên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Nếu mà được thì tiến xa hơn nữa. Chị ơi, hồi nãy qua coi mặt bạn nam đó thì thấy có vẻ hơi hơi bẽn lẽn á. Giới tính rõ ràng không? Dạ, yên tâm, rất là rõ ràng. Chị bảo đảm hả? Dạ vâng. Chuẩn men đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Yên tâm rồi ha, chị đảm bảo rồi ha. Rồi, bữa nay em đi với ai? À, đồng nghiệp cũ, cũng là sếp cũ, nhưng mà bây giờ là bạn thân của em. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tú Anh, bạn em là người hài hước, hòa đồng và tốt bụng. Nhìn bên ngoài thì Tú Anh có vẻ cá tính và mạnh mẽ, nhưng mà thực ra bạn là người rất là tâm lý và chu đáo, biết quan tâm tới người khác. À, còn về phía anh Thuật bên đây thì em thấy anh là người khá điềm đạm và chín chắn. À, tuy nhiên hồi nãy em có nghe anh Thuật nói là anh thích một người phụ nữ hướng nội. Tuy nhiên Tú Anh của em á, thì là người hướng ngoại. À, không biết là anh có thể vì bạn của em mà thay đổi cái tiêu chí lựa chọn bạn gái đúng không ạ? Nếu cái này mà thay đổi thì chắc là phải cả hai cùng thay đổi. Dạ. Bởi vì một người phụ nữ mà muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì bây giờ phải biết chăm lo gia đình. Dạ. Thì cả hai bên cùng phải cố gắng thôi, chứ một bên thì không thể làm được cái điều đó. Dạ. Còn về vấn đề mà Tú Anh tiêu tiền hơi bị nhiều anh, thì anh có thể cho phép Tú Anh tiêu tiền không? Hay là có cách nào kiểm soát túi tiền của gia đình một cách hợp lý hơn không? Không, bởi vì mình làm bên kinh doanh nên chắc là cũng sẽ kiềm chế được điều đó. À, dạ, em cảm ơn anh. À, thì sau chương trình này em hy vọng là Tú Anh cũng như là anh Thuật sẽ bấm nút hẹn hò để cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái chính là hai bạn tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Kéo màn lên. Anh Tài. Chào em. Dạ. Em ở Bình Phước thì bây giờ hiện tại em làm ở đâu? Dạ em làm ở V-Ship 1 Thuận An. Gần chỗ anh ở Dĩ An. Dạ. Em nói là em nấu ăn giỏi đúng không? Dạ. Anh lại thích người nấu ăn giỏi. Cảm nhận ban đầu của em về anh như thế nào? Em thì thấy về ngoại hình thì cũng ổn. Về tính cách thì em nghĩ là còn phải tìm hiểu. Ban đầu thì em nhận định là có vẻ là điềm đạm. Anh thì bình thường thì vẫn điềm đạm, nhưng mà khi nào nóng thì cũng nói chung là không kiểm soát được lời nói thôi. Không phải đến mức quá đáng em ạ. Em dễ bị tổn thương lắm anh. Dạ dễ khóc lắm, dễ mít ướt á.
dễ mít ướt nhưng mà có thể là anh sẽ biết làm lành. Dạ, hy vọng là vậy. Anh thì mới đầu anh gặp em là thấy em cũng rất cá tính và có lẽ khiếu ăn nói là rất khéo. Anh nghe như là sếp em nói là em là một người hướng ngoại. Em nghĩ về cái khả năng chăm lo gia đình của em như thế nào? Khi mà lập gia đình là tự khắc là sẽ điều chỉnh lại về chi tiêu cũng như là về chăm sóc gia đình. Em nấu ăn giỏi nè, dọn dẹp nhà cửa rất là tốt. Không, như vậy là đủ rồi. Bây giờ mỗi người hãy nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta chỉ nói một câu nữa thôi. Cảm xúc của chúng ta hiện nay như thế nào? Suy nghĩ như thế nào về đối phương? Anh thấy em là cũng hợp với, hơi nhiều với anh rồi. Nên là anh mong là mình hãy cùng cho nhau cơ hội. Đã lúc chúng ta phải lắng đọng lại và suy nghĩ thật kỹ trước gia đình, bạn bè và người thân. Tất cả mọi người đang theo dõi các bạn nên suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định hay không quyết định là do các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao đến hết thời gian rồi bạn mới bấm? Dạ, đâu có em bấm mà liền mà 1, 2, 3 là em bấm rồi đó. Bạn trai bấm tới từ tiếng đến thứ mấy? Em bấm từ nút số 3 anh. Rồi, hai người nắm tay nhau đi các bạn. Hôm nay ngày Tết, có rất nhiều niềm vui. Có tất cả mọi thứ ha. Tay nắm tay chặt hơn, nắm hai tay luôn đó. Hai tay cho nó chắc anh. Chắc luôn. Rồi, hôn bạn gái đi. Đó. Rất là đẹp. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một Max TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây các bạn cầm đi. Đây là dòng TV cao cấp của TV Pana Việt Nam, tiêu chuẩn sản xuất theo chất lượng Nhật Bản. Nếu các bạn đồng ý kết hôn, TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Chúc mừng hai bạn nhé. Ngày hôm nay ngày đầu năm hai bạn đã có đôi có cặp. Nào hãy nắm tay nhau du xuân, tìm hiểu và nhanh chóng tiến tới hôn nhân nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Như vậy là đầu năm đầu tháng rất là may mắn cho ông mai bà mối. Và hy vọng năm nay cũng là sẽ một năm mát tay cho chúng ta. Kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Chúc cho những người đã yêu, đang yêu, chuẩn bị yêu thật là hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần lên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Mắc Hè viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.